Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Review. Hôm nay thì các mẫu TV phân khúc 75 inch cũng như là 85 inch của Sony vừa mới xuống giá xong. Và với cái giá thành chỉ từ 26 triệu đồng trở lên, từ 26 triệu anh nhá, các bác sẽ mua được một trong những dòng TV 75 inch của Sony ở đây rồi. Em sẽ đi tổng hợp lần lượt các model TV phân khúc 75 inch từ X70, X80K. Sony thì phân khúc 75 inch sẽ sản xuất các dòng từ X80K trở lên, X80, X85 và X90. Thậm chí các dòng TV cao cấp như là X95K thì đều có sản xuất các mẫu TV phân khúc to 75 và 85 các bác nhé. Ở phía bên trên kệ thì em đang kê cho các bác đầy đủ, đó là X80, X85 và X90K. Còn ký cả phân khúc TV 85 inch thì em có kê ở đây để cho các bác trải nghiệm sản phẩm trước khi mà chúng ta mua hàng các bác nhé. Các bác nào có ý định mua hàng có thể qua trực tiếp showroom ở bên km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, Hà Nội để mua hàng. IBM đang có những cái sản phẩm bày bán rất chi là đẹp ở đây. Con đầu tiên các bác mua được đó con X80. Với X80K thì hoàn toàn các dòng từ 75 inch các bác sẽ có sở hữu hàng của Malaysia. 65 inch thì còn có sót lại con X75 là hàng của Việt Nam thôi. Tuy nhiên thì từ 75 inch các bác sẽ có toàn bộ là hàng của Malaysia trở lên. Với X80K thì chúng ta có tần số quét là 60Hz, tần số quét 60. Thiết kế cũng rất ấn tượng với thiết kế tràn 3 viền các bác nhá. Thiết kế là được tràn 3 viền và chúng ta có chip là chip X1 4K HDR. Hệ màu là Chilumilus Pro. Đấy. Cái tốc độ chuyển động là Multiflo 200. Chúng ta có thêm cả hình ảnh âm thanh Dolby Atmos kết hợp với các âm thanh chất lượng cao và thiết kế nó được siêu mỏng. Chạy thì chúng ta sẽ chạy hệ điều hành là Android trên nền tảng của Google TV, là một trong những dòng TV 75 inch mà đáng mua. Với cái giá thành hiện tại con 75X80K đang bán giá rất rẻ, chỉ còn 26.160.000. 26.160.000 rồi nhá, một cái mức giá mà rẻ sấp xỉ so với con 65 inch X90K. Anh các bác có thể đổi lên hẳn con này để chúng ta mua 75 inch cho nó màn hình nó to. Với chân thiết kế là chân hình chữ V, các bác hoàn toàn có thể bố trí thêm một cái hệ thống loa sao ba ngay phía chính diện, với một cục loa thanh ở chính diện này và một loa thầm, loa trầm hoặc loa cây đứng ở phía bên cạnh sườn, tạo ra một hệ thống âm thanh vòm cho con 75X80K này rất đẹp. Giá thì 26.160.000, em bao phí vận chuyển miễn phí cho các bác là 20 km đầu tiên. Bảo hành điện tử là 2 năm tại nhà và sẽ đổi mới cho các bác trong 30 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất của nhé. Trong này thì sẽ có đi kèm thêm cả điều khiển thông minh và chúng ta có tìm kiếm giọng nói trên cả điều khiển lẫn cả không điều khiển qua câu lệnh OK Google. Các bác hoàn toàn có thể tìm kiếm được qua dòng X80 này. Đây là cái giao diện chung cho các dòng TV Sony. Con 80, 85 và 90, cái giao diện chung nhé mọi nhá. Đi qua con 80 thì các bác nào muốn lấy lên 120Hz thì các bác lấy lên 85. 85, 90 thì em đang kê ở phía bên trong các bác nhá. Ở bên trong em sẽ bật nguồn lên cho các bác xem. Đây là con 85 kê ở ngoài. Con 90 kê ở phía bên trong. Con 90 thì em đang kê nó hơi thấp hơn so với con 85 một chút, các bác nhìn thấy này. Đây. Con 80 em xin lỗi các con 85 đang kê cao hơn con 90 các bác nhá. Đấy. Vì sao nó cao hơn được như vậy thì một lát nữa em sẽ chỉ cho mọi người xem. Em sẽ quay qua con sen con 85 trước. Con 85 này thì thiết kế nó không khác gì con 80 mọi nhá. Đây với vấn thiết kế là tràn 3 viền. Đây là cái viền của nó này. Rất mỏng rồi nhá. X85K chip vẫn sẽ là như vậy. Hệ màu cũng tương tự. Và chúng ta có tốc độ chuyển động mượt mà là 800, tức là gấp 4 lần so với con X80. Và tần số quét là 120 so với 60 của con X80 thì chúng ta sẽ có tần số quét gấp đôi. Còn về phần thiết kế bên ngoài các bác nhìn thấy nó sẽ hoàn toàn giống nhau, không khác gì nhau các bác nhá. Nếu các bác mua về phần thiết kế để trên kệ thì hai con này hoàn toàn là như nhau. Chúng ta cũng sẽ có chân này. Chân, kể cả mặt trước đến mặt sau. Cái này nó chỉ khác nhau về cấu hình thôi mọi nhá. Còn nếu mà về xét về độ sắc nét thì cả X80 và X85
đều là công nghệ chạy led nền. Với dòng đuôi led led thì sẽ giúp cho các bác có một chiếc TV chạy led nền có độ sắc nét cao và hiển thị được chi tiết hình ảnh rõ ràng hơn so với các dòng TV chỉ chạy nét led nền có nhá, led nền. Chỉ chạy led viền thôi mọi người, chạy led viền. Với dòng led nền này thì nó chỉ là dòng không phải là full ở đây. Các bác nào mà muốn mua cao hẳn thì lấy xem X90. Tuy nhiên thì với X75, X80K BM đang có giá thành cũng rất tốt với dưới 30 triệu là 29.300. Với 29.300 là một cái mức giá mà rẻ nhất từ trước đến nay cho con TV đó là X85 của Sony. Đây 85. Cao nhất thì các bác lấy cho em đó là 75X90. Em đang kê bên này. Với giao diện của 75X90K, vì sao mà lúc nãy em bảo các bác là nó lại có thể kê thấp được như vậy? Thì đây nó sẽ có thêm một cái chân. Chân của nó là chân đa năng. Thì các bác có thể để hai kiểu để. Một kiểu là các bác có thể kê sát xuống phía dưới chân bàn như thế này. Hai là chúng ta có thể đẩy cao lên trên mặt sàn để giúp cho TV nó cao hơn. Cái này thì các bác tùy vào tùy chọn nhé. Đây em đang để sát với mặt sàn của kệ. Các bác có thể hoàn toàn đẩy lên bằng cách thứ hai. Công suất thì em sẽ đọc cho mọi người xem, công suất của con X90K này nó cũng rất nhỏ bởi vì nó là sử dụng màn full ở đây. 329W các bác nhá. Nó sẽ nhỏ hơn con X85 chứ không phải là X90 lại cao hơn đâu. Đây các bác xem con X85 ở đây. Con kia là 320, con này sẽ là 360 rồi nhá. Con X85 cao hơn. Con X80 thì nó cũng sẽ tương đối. Đây em sẽ quay cho các bác xem con X80. Con X80K thì là 306 rồi nhá. Con này sẽ là thấp nhất. Sau đó đến con X90 và sau cuối cùng là cao nhất sẽ là con X85 với công suất của nó là hơn 364W. Vì sao mà công suất nó lại khác nhau như vậy thì các bác để ý giúp em là với con X90 nó là sử dụng màn full ở đây. Thì màn full ở đây nó sẽ cho các bác cái độ tối sâu hơn. Độ tối sâu hơn và hình ảnh tương phản nó sắc nét hơn. Do đó là cái mức độ tiêu thụ điện năng, cái độ sáng của nó không cần quá cao giống như các dòng TV X85. X85 thì nó không phải là màn full ở đây quá nhá. Nên là vẫn sẽ tiêu tốn điện năng hơn trong người. Hình ảnh thì cái chiều sâu của con X90 này nó sẽ tuyệt đối hơn các bác nhá. Tuyệt đối hơn. Đây cùng một thước phim. Thì các bác phải xem cùng một thước phim thì các bác mới nhận biết được ra là cái độ sắc nét của nó khác nhau như thế nào. Đó. Tất nhiên là với X90 thì ngoài những cái đặc điểm nổi trội đấy ra, nó sẽ có thêm là tần số quét 120 đi kèm với màn full array rồi. Và chip của nó sẽ là chip XR thông minh. Chip này sẽ tích hợp trên các dòng TV là X95K là màn mini LED. Và kể cả các dòng TV OLED nó cũng sẽ tích hợp những con chip này. Đấy, con chip này chỉ có X90 trở lên mới có các nhá. Hệ màu của chúng ta cũng sẽ là hệ màu giống như các dòng khác, nhưng mà tuy nhiên thì có sự nâng cấp của cái con chip này lên. Đấy, hình ảnh tối sáng này các bạn nhìn thấy này, độ tương phản được con chip này nâng cấp lên. Đấy, chuyển động cũng vậy và âm thanh cũng vậy, tất cả sẽ được tích hợp nhờ con chip XR lên. Nó giúp cho các bác có một chiếc TV là ấn tượng hơn với tổng công suất loa là 60W, chạy vững sẽ là chạy hệ điều hành Android trên nền tảng Google TV như thế này. Chúng ta sẽ có thêm điều khiển giọng nói trên cả điều khiển lẫn không điều khiển qua câu lệnh OK Google. Với cái giá thành mà những dòng Malaysia này đang bán con 75X90K, con này thì em đang bán trừ về cuối cho các bác là còn 33 triệu 710 nghìn cho các bác nhé, là con 75X90K. Ở con các dòng khác ví dụ như là 85 inch cũng sẽ giảm giá cho các bác trong cái đợt này. Ở đây thì con em đang kê đó là 7 phân khúc TV 85 inch, 85X 85K. 85K cũng sẽ tương đồng so với dòng 75 inch kia, tuy nhiên cái màn hình nó to hơn. Màn hình của 75 inch sẽ là ngang 1m45, xin lỗi các bác, mang 1m67. 75 inch là ngang 1m67, tuy nhiên thì 85 inch chiều ngang của nó là lên đến 1m9, to hơn và cao hơn các bác nhé. Cao hơn ở đây thì sẽ các bác sẽ nhìn thấy nó sẽ cao hơn một đoạn như này, rơi vào khoảng độ là 10 phân các bác nhé. Cao to hơn khoảng độ 10 phân thì chúng ta sẽ có phân khúc TV 85 inch, chúng ta kê trong khu vực phòng khách phải rất rộng hoặc là kê ở trường học, hội nghị. Đấy, các bác mua những dòng TV như này với
X85K cũng sẽ là tần số quét 120. Con này thì vừa mới giảm xuống cho các bác, nó rơi vào tầm độ gần 2 triệu đồng. Giá thời điểm mà các bác mua trong ngày hôm qua sẽ rơi vào là 42, hơn gần 43. Hôm nay trò còn 40 triệu 720 nghìn, 40 triệu 720, tức là sẽ rẻ hơn cho các bác, rơi vào tầm hơn 2 triệu đồng, 2 triệu đồng cho 850. Và 85, 90 cũng sẽ rẻ cho các bác khoảng độ 1 triệu, hơn 1 triệu đồng cho các dòng TV 75 và 85 inch của Sony. Các bác nào mà quan tâm các mẫu TV này có thể nhanh tay qua siêu thị điện máy của Ecomax ở tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, Hà Nội để mua hàng có nhé. Bên em Sao Vàng lắp đặt miễn phí cho các bác tại nhà trong bán kính 20 km, hoặc là bên nội thành Hà Nội sẽ được miễn phí. Các bác ở tỉnh xa hơn có thể gọi điện qua hotline ecomax.vn để đặt hàng. Ok, em Long xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo. Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Review. Hôm nay thì các mẫu TV phân khúc 75 inch cũng như là 85 inch của Sony vừa mới xuống giá xong. Và với cái giá thành chỉ từ 26 triệu đồng trở lên, từ 26 triệu thôi nhá, các bác sẽ mua được một trong những dòng TV 75 inch của Sony ở đây rồi. Em sẽ đi tổng hợp lần lượt các model TV phân khúc 75 inch từ X70, X80K. Sony thì phân khúc 75 inch sẽ sản xuất các dòng từ X80K trở lên, X80, X85 và X90. Thậm chí các dòng TV cao cấp như là X95K thì đều có sản xuất các mẫu TV phân khúc to 75 và 85 thôi nhé. Hôm nay thì sẽ là những cái model